Sư sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, quê ở Cần Thơ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành dự sĩ trường Đại học Y Dược, Cần Thơ và từng được trường giữ lại làm giảng viên. Ngay từ nhỏ anh đã tham gia và đạt được nhiều giải thưởng về văn hóa nghệ thuật thể thao trong các cuộc thi diễn kịch Hội thi Hoa Phượng Đỏ. Đến khi vào đại học thì anh cũng tham gia cuộc thi tiếng hát học sinh sinh viên thành phố và đạt được giải A đơn ca khi đang học đại học năm thứ hai hiện nay anh là một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp từng tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ bí quyết làm đẹp cho các chị em được biết anh còn là giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo thẩm mỹ dược sĩ tiến và là thành viên của viện hàn lâm thẩm mỹ nội khoa mỹ là thành viên hiệp hội phẫu thuật tạo hình và y học thẩm mỹ châu âu Bước vào showbiz, anh cũng đồng nghĩ với việc sẽ từ bỏ con người yếu đuối trước đây để đương đầu với sóng gió. Cũng chính những va vấp và những tổn thương đã giúp cho dược sĩ Tiến trưởng thành hơn. Cũng từ đó anh mới hiểu hơn về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình thương của mẹ, điều thiêng liêng mà anh đã vô tùng bỏ qua. Mẹ của anh là một chủ cơ sở chăm sóc sắc đẹp lâu năm nên từ nhỏ anh đã muốn hiểu rõ về cấu tạo thành phần và cách sử dụng những loại mỹ phẩm mà mẹ của anh đang dùng. Bên cạnh đó, anh cho thấy mình có niềm đam mê và năng khiếu về mỹ phẩm cũng như ngành chăm sóc sắc đẹp nên vì thế đã quyết định theo học và tốt nghiệp thủ khoa ngành dược sĩ của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hiện nay anh được biết đến rộng rãi với các lớp học quy mô lớn về hóa học mỹ phẩm hay da liễu học thẩm mỹ được anh tổ chức rộng khắp cả Bắc Trung Nam với số lượng học viên lên đến 200-300 người. Nhờ vậy mà tên tuổi của anh được lan truyền trong giới spa thẩm mỹ viện với hình ảnh một người thầy đứng trên bục giảng, đầy đam mê, luôn hào hứng chia sẻ kiến thức làm đẹp cho học viên mà không cần bất kỳ giáo trình hay bài giảng trình chiếu nào. Tính đến thời điểm hiện tại anh đã có hơn 3.000 học viên trên khắp cả nước. Dược Sĩ Tiến từng gây sốc khi cưỡi ngựa và thảm đỏ chung kết siêu mẫu Việt Nam 2018. Anh còn là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Anh cũng từng gây tranh cãi lớn về hình ảnh lồng lộn của bản thân khi tham gia cuộc thi The Fifty Việt Nam. Sĩ Tiến cũng chính là nhà sản xuất và hot của chương trình The New Mentor 2023. Đó là một chương trình truyền hình thực tế thu hút được nhiều gương mặt nổi tiếng như Hà Hồ, Hương Giang, Thanh Hằng, Lan Khuê. Với vai trò là một nhà sản xuất, Dược sĩ Tiến đã xây dựng một chương trình truyền hình thực tế quy tụ những nhân vật tài năng và tên tuổi. Tạo nên một chương trình được đầu tư hoành tráng nhất từ trước đến nay, nhưng cũng từ chương trình này mà anh bị chỉ trích là lạm quyền. Anh cũng chính là nhà sản xuất cho cuộc thi Miss Universe Việt Nam. Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến đã chính thức đảm nhận vai trò sản xuất cho cuộc thi Miss Universe Việt Nam. Thông tin này đã được công bố trong buổi họp báo ký kết diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Tại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, đại diện của tổ chức Miss Universe Việt Nam, đã thông báo quyết định quan trọng này, chính thức chọn Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến làm nhà sản xuất cho chương trình. Lễ hội âm nhạc đa sắc màu trẻ concert, Dược sĩ Tiến cũng một lần nữa khiến cộng đồng mạng bất ngờ và phấn khích khi thông báo về sự kết hợp giữa anh và Hương Giang trong sự kiện trẻ concert, một lễ hội âm nhạc độc đáo và đa sắc màu kết hợp cùng các workshop kỹ năng dành cho sinh viên. Sự kiện này kéo dài gần 8 tháng và diễn ra tại bảy trường đại học cao đẳng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi sinh viên có cơ hội phát triển tài năng, kết nối với các nghệ sĩ nổi tiếng và thể hiện đam mê của mình trong các lĩnh vực giải trí. Đồng thời chương trình cũng tặng nhiều phần quà hấp dẫn và các suất học bổng có tổng trị giá lên đến hơn 5 tỷ đồng.